chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ kiểm tra tiếp một cái đơn hàng của anh Đức. Anh Đức này anh ở Sa Đéc nữa rồi các bạn. Thế thì mình nghe đây đâu là dòng xin đi qua nồng đứng. Thì để biết chính xác thì mình sẽ bắt đầu khui thùng kiểm tra nhé các bạn. Anh nói là ở bên dưới họ thì đầu tiên là cũng không có tin tưởng lắm. Hai nữa là như là những cái dòng này cũng ở dưới cũng không có đồ hay phụ tùng gì vân vân. Nói chung ra thì ảnh có để lại những cái tờ nhắn rồi các bạn, lời nhắn. Sao đây? Anh nói là khi nào bạn có lần qua Sa Đéc á, chơi với Thiểu cà phê, chơi về số nhà của ảnh nè các bạn. Nghĩa là anh cho cái số nhà và số điện thoại đó. Đây. Đây anh để rất là nhiều những cái thông tin. Cái quan trọng lúc này là mình sẽ xử lý xem là có được không. Con máy này nè. Thì trước mắt các bạn đây là dòng Shinewa. Dòng này cũng giống như là Shinewa 300 đó các bạn. Nhưng mà cái đời này kêu bằng là Shinewa sư tử á. Tại vì nó có cái hai con sư tử đây nè. Hình hai con sư tử á. Nhưng độ nó là sử dụng chung với lại dòng Shinewa 300. Dòng này thì 38 ly á. 38 hay 36 mình quên ta. Như là 38 38 ly. Rồi, trước mắt là con máy này bị xước các bạn. Mình nói vậy thôi chứ chưa biết là phải xước hay không, nhưng mà con máy này bị mắc hơi đó. Để mình tháo ra xem như thế nào. Để mình xem có dặn mua dây chặt không, hoặc là nó xước vách hay là xước không, hoặc là cái giò cái nòng nó bị lộn không bạn. Cái này để mình kiểm tra cho chính xác đây. Vậy là bu di vẫn được cố định nhé các bạn, nhưng mà con máy này nó bị tình trạng là đổ hơi, mắc hơi á, tụt hơi á. Vậy là khả năng cao là con máy này mình phải rút nòng để xem. Quan sát nhìn từ bên ngoài á thì mình không thấy nó xước các bạn, nhưng mà ngược lại con máy nó bị tụt hơi.
nhớ trước đó mình cũng có làm một cái dòng máy này nè, mình nhớ là cũng dọn dặn bốn con ốc này rất là khó khăn. Hôm bữa nghe nói cưng có đi nhổ cái răng bị lệch phải không? Dạ. Yeah. Nhổ lên cho đắp rồi ta. Nhổ hết. Nghe cái răng nó nói rồi hỏi thăm đi. Nhổ hết lên ca mẫu 2 triệu mấy á, 2 triệu giữ á. Có bảo hiểm không? Có bảo hiểm mà nó nói nếu mà mẫu bảo hiểm là phải chờ nó đợt. Vậy hả? Ừ. Chứ không có liền được hả? Ừ, còn dịch vụ là mổ liền. Vậy hả? Thì mổ đó mình có mắc ai nhập ở bển thì nó là phải làm cái trục nhập viện, nhưng mà mổ rồi về à? Vậy hả? Mà tạm như là cái quy định, cái đó. Quy định của nó là vậy, là mình phải vô nhập viện chứ, xong rồi nó dẫn cho mình về mổ xong rồi ở chứ nổi tiếng tiếng gì đó à, giờ về. Vậy hả? Rồi có hẹn gì nào qua tái khám gì không? Từng lại. Vậy hả? Rồi tại nó mắc cái răng rồi nó nằm vậy nè, nằm ngang luôn vậy đó hả? Nằm ngang giờ thành ra nó đâu có lên đâu, có thành ra nó đau hoài phải không? Nó lên vẫn lên nữa hả? Nghĩa là thay nguyên hàm răng mình lên đứng vậy nữa đúng không? Còn nó bắt đầu nó lên, nó lên vậy nè, bắt đầu nó đâm 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 vô, đâm trúng răng mình, nghĩa là nó đi vậy nè, ở trong nó xỉa ra nó đâm vậy nè, nó đâm vô bắt đầu nó nằm ngang, cái đầu mình ăn á ở trên cái hàm răng trên này nè, bắt đầu nó đè xuống này, bắt đầu chảy máu à, như nó dập thịt rồi đó, chảy máu luôn. Như đúng nó, rồi cũng như cái răng đó là nó không có lợi lên trên lên, nó không lợi trên nó đưa cái lưng ở dưới nó đưa lưng bởi thành ra nó đau hoài, nó ăn nó bị đau hoài thì ăn nghĩa là mình ăn là thịt nó đùa qua là nó cạp vậy đó đó. Ừ, cũng như mau vậy đó ha, bởi phải thăm rồi là không có bảo hiểm 2,5 triệu. Ừ, nếu mà mổ bảo hiểm thì nó nói chờ đợt. Ừ, mà cũng không biết được nhiêu, nó không được bao lâu, không biết nhiêu ha. Ừ, mà nó hứa, nhưng mà sợ khi nó hứa hoài. Đúng rồi, thôi mỗi thì nó ngày đó có đi rồi khám rồi hởm thì nó cũng nói vậy, nó nói có bảo hiểm thì 2,5 triệu hay gì đó, còn không có bảo hiểm 3 triệu, nó nói vậy thôi. Rồi mình lúc đó mình chưa có đi mổ được tại nó còn đi học á. Về hẹn tới bây giờ nghe thấy văn nó nói rồi qua ra hỏi thăm thử, rồi nghe nó nói mổ nhập viện ngổ, còn mình không biết là có nơi ở hay không. Quan trọng là cái người bác sĩ á. À, người bác sĩ mà ta ngày đã mổ em á thì em vô à. Ừ, mà mình hên xui chứ mình đâu có nhu cầu bác sĩ được phải không? Về nó có cử mình ăn hay mặn đồ không? Bình thường. Bình thường. Ừ. Nói chung nha, mổ về rồi em vô rồi đâu có gì đâu. Ừ. Nói tiếng mổ chứ nó dạng như nó dập rồi nó thấy gì thôi chứ đâu. Nó nghe mổ. Tiếng mổ thì mình sợ rồi nó thủ thực một chút như răng cái răng mình thôi. Quynh này nào? Nghe nhỏ nhỏ. Nhỏ. Ừ. Thảo đi Sài Gòn. Này, đi tới Sài Gòn đi. À, đi Sài Gòn nó mổ nó hay hơn, nhưng mà nhiều khi nó rẻ hơn nữa, mà cái tốn tiền xe. À, thì đi Sài Gòn này nó hay mà nghe. Ừ, không có thời gian điều kiện mình đi, khi thì nó tốn tiền xe. Cái này nó cũng lệch, nó hơi xỉa bên vậy đó. Thấy nó nỉa bên thôi chứ nó không có nằm ngang mà quá. Mà nó để là một lệch, cũng có chụp hình rồi. Mình vừa giúp nồng con máy này nha các bạn. Về cơ bản là con máy này mình thấy xước thì cũng không nha. Vết lột trên nồng thì cũng không luôn. Nhưng giật kiểm tra thì dần hơi nó lại kém. Nghĩa là giờ hơi yếu, nó không có căng.
cái nòng của nó các bạn xem. Nhưng mà có dấu ở đây là dấu dánh bạc nha các bạn. Và đây là quả tâm đó. Bạc thì mình đo rồi, nó cũng không có hiện tượng nó bị hở. Nhưng mà lý do tại sao mà hơi nó kém các bạn. Bây giờ tạm thời á. Bây giờ nói chung ra mọi chuyện cũng tương đối là chưa có thấy gì là nghiêm trọng, nên là bây giờ mình sẽ vệ sinh để sau đó mình sẽ lắp vào và giật thử lại cái chúng ta sẽ xác định lại nhé các bạn. Khi mình lắp vào con máy này lại có hơi lại, để xem là mình nổ máy lên là con máy này có sự khác biệt gì không đó các bạn. Nhiều khi mình thoa nhớt vào cái dàn hơi chúng ta nó sẽ tính lại. Là khi mà giật lên nó nổ lên được các bạn, cái dàn hơi con máy này nó bắt đầu nó cái hiện tượng nó xíu lại. Dàn hơi con máy nó bắt đầu kém này các bạn. Giờ trước tiên mình sẽ lắp lại cho nó nổ xem là như thế nào, để xem là nó có hoạt động được hay không thì mình sẽ tính tiếp. Vì trường hợp này mình phải kiểm tra kỹ lại các bạn. Vì
để mình kiểm tra xăng rồi lại. Dây xăng nó đã dột luôn. Thì đây là do cái bộ chế con máy này lắp không đúng nha các bạn. Các bạn lưu ý giùm mình. Những cái miếng lá các bạn lưu ý. Những cái miếng lá này nó xếp theo cái thứ tự từ dưới lên trên nè. Một chút mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách mà lưu ý đối với những cái dòng này. Thường những cái dòng những cái bình xăng con máy cưa hay là các cỏ vân vân. Họ đã làm ký tự cho mình, nghĩa là từ dưới lên trên. Nhiều khi các bạn tháo ra rồi các bạn lắp không đúng á. Thì đây nè, ở đây đã họ đã lắp lộn xộn hết. Đây là phần miếng ron. Miếng ron này thường là nằm ở đây là đúng rồi nè các bạn. Miếng ron. Kế đến là phần miếng da hình, nhưng ở đây thì lại không có miếng da hình, miếng da hình nằm bên dưới này nè. Đây cái miếng da hình nằm lại đây nè. Các bạn thấy ký tự nó đã đi lệch với nhau. Đây là cái miếng da hình nè. Nó đã ảnh hưởng luôn các bạn. Cái dấu này đã ảnh hưởng đến lại cái phần miếng da hình của chúng ta luôn rồi. Do là nó bị lắp vào đây nè. Nó có dấu luôn rồi nè. Chắc có thể là nó sẽ không giữ xăng được tốt nữa. Đây, để mình cho các bạn xem chi tiết lại về cái phần mấy cái miếng da này. Đầu tiên là mình sẽ sắp lại những cái phần ký tự để cho các bạn dễ hiểu. Càng bung tu cũng đẩy lên quá cao nên con máy này khi nãy các bạn giả ra, rút nằm ra đó. Các bạn rút nằm ra thấy một lượng xăng khá nhiều bên trong là do cái càng bung tu này nè, nó đã bị ngợp. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem kỹ lại. Đầu tiên là các bạn phải sửa cái càng bung tu này lại nè. Nó hơi bị cao, đẩy lên quá nhiều rồi đó. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách lắp chi tiết lại nhé, cho các bạn chúng ta tìm hiểu rõ hơn. Thì đầu tiên là về cơ chế và cách hoạt động của nó. Thì các bạn nhìn sơ ngang là các bạn thấy nó giống như cái bộ chế cắt cỏ hai thì, nhưng không đúng nha các bạn. Nó hai cái này nó chỉ là ngoại hình nó giống thôi, nó nhưng mà về cái diện tích cũng như là cái chi tiết nhiều lỗ hay là như thế nào đó vân vân, gọi là nó khác. Thì đây là cái phần đốt xăng, nghĩa là cái hệ thống phun xăng giống như cái phần bộ chế hay cắt cỏ của máy Honda đó. Vì đầu tiên các bạn lắp miếng ron cho mình nhé. Để lắp đúng thì các bạn lắp bên này nè, các bạn lắp bên này nè, nó sẽ được đúng hơn. Thì đầu tiên là cái miếng ron tròn này nè. Đây là cái miếng ron giấy ron tròn nha các bạn. Đây, các bạn để vào trước. Đây nha. Kế đến là cái phần miếng thép này nè. Thép này nè. Đó. Nè các bạn theo cái ví chữ nắp thang nè. Ký tự mà cái thềm á, nghĩa là bước thềm á, nắp thang. Sau đó là phần miếng da nha các bạn. Thì cái miếng da khi nãy anh lắp lộn á, lắp lộn đó là nó đã ảnh hưởng, nghĩa là nó bị có những cái dấu này nè, cái dấu này nên mình phải thay. Thì đây mình để thay bằng cái miếng mới. Đây thì các bạn thấy đây là 1, 2, 3. Kế đến là cái phần miếng ron nha các bạn, phần ron giấy của chúng ta nè. Các bạn đếm đây nè. Các bạn đếm đây nè, 1, 2, 3, 4 nha các bạn. Đó. Thì các bạn để ý đối với những dòng bộ chế 260 nó cũng vậy thôi.
Rồi sau đó các bạn để ngược, lắp ngược vào đây. Đó, kế đến là bên phần cái miếng da hình này nè, cái miếng da bơm ở trên, cái phần da bơm. Da bơm này thì mình thấy còn cũng còn được, tạm thời mình sẽ chỉ bên phải. Đó, phần miếng da bơm. Sau đó là phần này. Đó, như vậy là chúng ta đã đắp đúng về cái phần bộ kế của máy này nha các bạn. Đây là chúng ta gọi là lắp đúng á. Còn các bạn lắp sai á thì xăng nó sẽ nó qua và nó không có nhiệm vụ đóng mở được nữa. Kêu bằng là bộ chế chúng ta không hoạt động thì xăng nó sẽ được qua liên tục, hoặc là nó không qua xăng, như thế nào đó. Rồi, thì cái miếng này như mình đã nói rồi, mình đã loại bỏ nó ra. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào nha. Nếu mà cái phần co nối này, nếu mà chúng ta thấy nó bị rộng gì đó, các bạn thò keo như thế nào đó vân vân để cho nó được cái độ kín hơn. Để mình lắp vào xem con máy này có nổ hay không á. Cái phần mà chúng ta điều chỉnh cái phần lượng xăng á thì nó cũng giống như là bộ chế 260 chúng ta. Cái phần cây kim nó nằm sâu bên trong bên cái lỗ này nè. Mình sẽ kiểm tra cái xăng còn không. Thì lượng xăng cũng không còn luôn á. Bây giờ mình sẽ lắp lọc xăng và đổ xăng vào. Giờ mình sẽ lắp phần bộ lửa vào nha các bạn. Về phần đốt xăng và kim chỉnh á, hoàn chỉnh ở đây nhé, rồi ra cầm chừng thì trên này.
mình nhìn rõ sâu bên trong cái đầu kim này các bạn. Đối với dòng này nó có đời nó sử dụng vít dẹp, nghĩa là cái phần dẹp giống như chỉnh cái phần bình xăng con 260, và có đời là nó không biết nó chỉnh bằng cái gì đúng không ạ. Nhưng cái dòng này hiện tại là mình thấy không có cái dấu chỉnh này, cái này mình dặn cũng như là không có tác dụng nè, không biết nó có cái lớp bảo vệ bên trong không, hay là nó sử dụng những cái đầu khác gì đó, để mình xem, mình tìm hiểu xem sâu bên trong mình. Cái này mình không biết là cái lớp bảo vệ là cái đầu kim nó đã trước đó đã bị thợ có tác động không biết. Nhưng mà mình thấy bây giờ là không có còn cách để chúng ta điều chỉnh nữa. Thì theo khả năng mình quan sát và mình suy đoán các bạn, các bạn thấy đây cái đầu kim của nó này. Thay vì đối với những dòng kim chỉnh của Honda thì nó tròn và nó phiết phải đúng không? Còn cái này nó phiết và nó nhô lên một bên. Chắc có thể là mình sẽ dựa theo cái nguyên lý này, mình sẽ thử vặn xem là như thế nào. Chứ cái đầu này là không phải đầu dẹp rồi. Các bạn xem đây. Đó. Các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy. Thì dựa theo nguyên lý mình sẽ sử dụng một cái cây này nè. Nó mình cũng làm phiết một bên, mình đưa vào đây mình chỉnh thử xem như thế nào. Đó. Thời con máy này dàn hơi cũng tương đối là còn, mình gọi là còn được đi. Do khi nãy không biết tại sao mà có thể là do nó thiếu cái lượng nhớt như thế nào đó, nên là con máy nó bị mắc hơi tạm thời các bạn. Nó thì con máy này theo mình nghĩ là nó chỉ bị xăng thôi, nhưng mà vì cái lý do nào đó nhưng mà thợ họ lắp chưa có đúng về những cái chi tiết đó, như mình nêu nãy giờ đó. Nên là con máy này nó không hoạt động được, cái lượng xăng nó bị ngợp ở bên trong khá là nhiều đó. Thì tạm thời mình thấy con máy này đã được nổ lên rồi. Chơi vậy nè mà cũng giặt có thể cũng 2 ngày, dốt cục là bắt buộc cũng phải thay lại bít tông bạc mới phun lên 2 lá luôn. Thật sự mà nói là quả zin và thêm 1 lá nữa dàn hơi lại không đủ để cho nó hoạt động. Cũng làm đủ mọi cách hết, nào là nghi lửa,
cũng sạn mua cục lửa mới luôn, cục lửa kiếm cục lửa khác luôn, rồi bình xăng con cũng tìm bình xăng khác về để mà khắc phục luôn, cũng không, cái này là bình xăng này hàng bãi còn kim chỉnh luôn nè. Cuối cùng cũng phải là trở lại vấn đề là dàn hơi. Tính ra con máy này là mất thời gian khá là nhiều, và cuối cùng là hơi nó đã được ổn định lại, nên là con máy mới được cho được cái hiệu suất tốt. Còn cái quả zin của nó thì lúc thì nó lại tắt rồi giật lên khó nổ. Nó và nổ lên rồi lại nổ không nổi, giống giống như là bị lửa vậy đó. Nhưng mà hơi thì cũng vẫn còn, nhưng mà nó kém. Mà rút nòng ra kiểm tra thì piston bạc, nòng đều ok, đẹp, nhưng ngược lại cái dàn hơi nó kém. Đó. Thì các bạn cũng biết đó là về nguyên tắc là vòng vòng thì cũng đảo lại cái vấn đề là dàn hơi. Nào là kiểm tra phốt các thứ vân vân, nên là đã nghi về cái vấn đề nào đó thì phải kiểm tra kỹ lại. Cuối cùng thì mọi thứ ok hết, quay lại là chỉ có vấn đề là chúng ta thay cái dàn hơi của nó, là nghĩa là thay piston bạc phun lên hai lá luôn. Hiện tại bây giờ là con máy này là hai lá bạc nha các bạn, mình đã phun lên hai lá rồi đấy, thì nó đã được hiệu suất nó đã được ổn định và dàn hơi nó đã căng trở lại. Mình đã vừa kiểm tra cũng như là xử lý xong những cái gì mà cần nêu, mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Đối với những cái dòng bình xăng con của dòng Sinewa 300 này nè, hoặc là Sinewa SD sư tử kia các bạn, nó cũng giống giống với nhau như vậy thôi. Nếu mà các bạn mà thấy nội dung của mình hữu ích thì các bạn nhớ bấm thích video nha. Còn những bạn nào chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể đón xem được những clip tiếp theo nha. Còn về những cái chi tiết này á, thì mình sẽ lắp hoàn chỉnh lại sau, vì cũng không có còn gì nhiều nữa đâu. Một là phần áo gió, hai là phần ốp lam nữa thôi. Vậy là mình vừa kết thúc xong nha. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn nha.